Em Ngọc Quang xin giới thiệu với các bác anh em lại tiếp tục là những cặp loa siêu tuyển chọn của 450C. Đấy, với số lượng các bác chất như núi luôn các bác nhá. Chỗ này của em là một chỗ góc nhỏ thôi, nó rơi vào khoảng hơn 100 đôi, khoảng 120 đôi các bạn. Đấy, 450C, 850C. Và bên này là một dòng cực kỳ là VIP và nổi tiếng, đó là 450VMK2. Dòng loa sản xuất tại Nhật, dòng loa rất hiếm nha các bác nhá. Đấy, và số lượng chỉ có 3 đôi hàng tuyển xuất sắc như thế này. Siêu tuyển luôn các bác nhá. 450VMK2. Đấy, bên em thì rất nhiều nhá, còn rất nhiều các sản phẩm chất lượng. À, bên cạnh đó là những cặp loa full của Audio Center của Tây Ban Nha các bác nhá. Đấy, màu trắng màu đen em có đầy đủ. Đấy, và những cặp loa Prodeo full này, dòng loa được sử dụng nội tạng ruột gan của thằng BMB full, đấy, cho nên rất là chất. Đấy, và lướt qua thì đây những cặp loa BK của Nhật Bản 880, đẹp kính con luôn. Đấy các bác, à đây, rất là vui mừng sót một cặp Sansui siêu đẹp luôn, Sansui của Nhật Bản nhé. Và cái nội tạng như nào thì em giới thiệu các bác trước đây rồi, cái đây khoảng 2-3 tuần. Đấy, rất nhiều các sản phẩm bên em có sẵn để cung cấp cho các anh em đại lý và anh em chơi trên mọi miền Tổ quốc. Vậy các bác có nhu cầu về sản phẩm xịn sò, hãy liên hệ với Ngọc Quang theo hai số máy 0975962167 và 0963179989. Em bên em giao hàng toàn quốc. Vâng, em Ngọc Quang Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết video. Em xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.